khắc khắc đấy, ui dồi quá chuẩn luôn. Mời đã đỉnh nhá, ngon tuyệt với ông mặt trời. Khắc khắc rượu có gì đâu, cung công rượu của chị xuống bên trước làm cũng gật đầu đến chán với ông ngồi với ông cài ông cài quá tuyệt với ông mặt trời. Rồi đây toàn để chào tất cả anh em nhé. Sáng còn là sức khỏe dồi dào. Làm hai bát tiết. Sáng đến là chỉ có tiết canh lợn. Tự ăn tự diễn tự biên tự diễn. Con gái mình đi đây chồng này vui ra còn đi với các thầu hát gì đâu hát thì nói nóng rồi kia qua một thì ừ chứ không nó sẽ chảy ra nó nhổ một đoạn vào mặt lấy khăn của hát để kẹp lên cổ cho biết chỗ nào con mưa à mưa à mà có mưa đâu có à. Đồng ngày. Mỗi cơm là nó đắp cơm rồi nằm vẫn nên phải mời cũng như cơm. Bố chào gì nè. Đó mẹ béo thành mẹ méo nó cũng biết tanh hơn mẹ. Thôi buổi sáng còn là đấy, tôi nãy được một cái an lành với một tô lòng non mấy cả bánh ngăn với cuống họng tô lòng già đấy. Và hai ba tiết vậy là ngon lành anh đào rồi cả nhà. Ăn sáng nói chung là nó quen thuộc, chia sẻ cho tất cả đại gia đình xem. Rồi chuyển lên bác Vượng vừa rồi cũng bán rồi đấy, đập thằng kia hết không biết là bán cho nào không. Thằng Đạt này bác Vượng là nó là bán thì để nó làm được khác không cái chuyện nó bán cái kia của nó không biết là bán cho ai chứ không bảo bán rồi mà bán cái là hơi lên đấy thằng này đi. Cái này cháu đấu với con rể nó rất chi là ngon. Ngon. Lòng già ngon. Tả đổ ra mặt ơi này. Cho vào cái tô này ăn cho nó nóng nóng hổi. Chào buổi sáng mọi người nhá. Chào buổi sáng. Anh em hôm nay lại món lòng lợn chứ cành tiếp tục. Chào buổi sáng xúc miệng một chén là được không? Cái món này nói chung là nếu mà ăn nhiều quá là cũng gì. Lâu lâu ăn chuẩn. Mời mọi người nhá. Không, bây giờ em có một lần, em không có một lần, khó kích đồng một lần đấy còn đấu chưa nổi, sao còn sao mới mua lần này, sao còn đấu đấy, chơi hai cái đấy được đấy, còn đấy, trời, không 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 không, không biết, không biết, nói cho mình không gái, không tỷ, đấy, không tỷ, không phải, mình nói là khớp, mình không biết, mình cũng mua thôi, mua mình, mua mình phải đấy. Làm bên lòng già cho nó ăn cho nó hấp dẫn. Gà kẹp ấy. Kẹp gà kẹp dạ dày. Cố à? Cố vài xong mình kéo sẵn hai đi đó. Quá tuyệt vời mặt trời. Có xong là đến lúc kéo sẵn. Giàu ăn toàn cuộn một đấy. Đấy, chồng vừa rồi xuống đất núi thằng vỡ lỡ về quay đi làm mua. Em nói là sẵn là chờ ấy là quay đi cố lắm ấy. Cố được một chút. Cố được một chút. Cuối cùng là vẫn được một suất. Nhanh lắm, năm hôm nay giống chơi là đấy, chung lờ.
như xuống nở à, nên lòng này nó còn chất lượng. Cái này nếu nó tuệ, nếu mà nó tục nó như kiểu như cái đít vịt. Đấy, đít vịt. Cái đất ở đang ở đây đất rồi. Đây mới không biết. Nên là dầu ấy coi như là mình ra coi như mất 80 triệu. Ngon. Cái nước khá mà chỉ đâu được một chút coi như là sợ. Đúng mà ăn nằm cũng như nước nóng này nó vẫn ngon. Ăn nóng hổ. Mua xong thì vẫn làm mình giả được không? Không được. Mình cái làm miếng nằm ngon đấy, dày quá cả nhà. Bà này bà chơi thái kiểu da cùn. Ý là kiểu muốn mình gắp phải gắp díp. Đấy. Mày mày nhiều là cái gì? Là nhà hơn muộn. Thôi là đất có hạn, người thì căng ra. Ông là có tiền chứ mua. Đông qua cũng mua được đó, đông qua dài. À nó giòn tan cả nhỉ? Như thằng thằng nhập đi, nó là xây hai cái trên miếng như một cái. Cố cho lấy luôn còn tất cả cháu dần cái này. Thằng nào có tiền? Trên đây luôn, đất cũng mua, đất trồng rau, mua để trồng rau. Mua để trồng rau. Cho chẳng đây thấy tao có tiền. Rẻ rẻ đồng tiền nó là con đá. Giá vàng nó cũng thế. Không, hẳn là nó bây giờ so với vàng nó bán được chung là thì cũng to lắm. Bây giờ làm cái rau luôn. Thế mà bán ra tin là lãi nhiều ấy, lãi quá cao luôn. Mua như đất hết. Lấy ngân hàng không bằng. Ngân hàng không bằng. Tôi ngân hàng tương nhất. Đấy. Đấy, buổi sáng là kèn cái rồi sức sức khỏe. Mua có cứ tiền. Tôi thế rồi, tôi có cứ tiền mà tôi mua. Đấy nào cái miếng này ngon. Bà sao đi? Thì mới nó bảo là chỉ chủ nó béo cua. Có tiền không? Đây là. Đây nó từ ngoài này tôi. Như dây điếu. Mà nó này. Đây là nòng còn điếu. Mình mua xong rồi vay thôi, cũng là vay cái thứ lên trên chơi. Thôi xong có đâu nó bỏ chị em nó mới đem nó không đẻ. Đẻ cái gì? Đặng đi chơi đi không? Vợ ông không này thế. Vợ mình đặt đi làm thuê. Ngon. Tôi định mua lốt nữa. Ông vui thế. Hẳn đòn tan. Ông cảnh khóc kia. Cho con gái. Trên cả cái bộ. Mắng vợ và ông này nhập đi với vui mà. Ông đầu tư ra, ông đầu tư ra. Ông có. Mày kia bảo mày 10.000 cũng được. Đầu tư 300 rồi. Mời lại đây nhá. Ăn cái miếng cua ngon. 10.000 nó giòn mà nó ngon lắm. Mấy trước thì nó trước cơ mà. Trước cái đời nó thì ăn biết nhưng mà nó thôi. Lúc trẻ ăn cái gì? Thiên công nói gì là quá nặng đó là bao năm ăn mới trả đấy tháng này thì mình bao bạn nó nặng chết đi còn ăn mua về ăn luôn cái đồ buồn bán này là gì nó đến mình nó thì ăn bữa trưa thì con đứng bên nói thẳng đồ buồn gì mà dám ăn rồi nó có tiền bao giờ nó ăn ăn mà ăn mà ăn như thế thế là có bao nhiêu trừ là đình nó là nhà đó nó có 80 mấy cây bắt đầu làm đình trên thu bỏ chừa lại đấy nó bảo lấy nhà 80 cây mà hồi đấy nó bảo làm đình lúc khi gần cái đình tiếp tục luôn liên tục phát triển nó đã quen từ hồi là hơn thu về đấy 70 cây làng công từ bãi từ bãi về đấy nhưng mà cuối cùng mà sống như nào gọi là sống như là tôi phải tình cảm vợ chồng với con cái thôi chứ đây là hàng xóm bây giờ nhưng mà cái chuyện là người ta hái cho xin quá hơn nữa là thôi là bây giờ là cái việc của người ta ăn ớt như cha mào thì bây giờ biết là cũng là ta quan khổ mà không biết thế nào đâu thì ra có khổ là sao khổ được cũng có phải có khổ nhưng mà bây giờ họ ở nhà không đi ra quán thì không đánh giá không đi tha ngoài thôi thế thôi có hai thông cảm là em là đang yên cũng không đi ngoài mua là vợ con về nhà ăn được kín đáo thôi là mua kín đáo như ông thường quán gì nhưng mà mua về nhà đấy không đi tha bên ngoài đấy mình là con và bạn cho nên cán bộ không thấy nổi bất kỳ sao người ta mới biết là sao người ta giàu thế. Ok đó. Sao người ta làm gì cho mà giàu? Sao tôi không giàu thế? Tôi ăn được đâu? Ồ, tôi không ăn. Hôm mấy con thì tôi
phạt cái này hết. Cái ông làm bao năm có chưa? Dám đi. Không ăn như thế có chưa? Không có. Triển khai tiếp rồi. Ông mua được cái đất. Đủ ăn là được. Đủ ăn là tốt rồi. Người ta phải hai tiếng. Người ta mới mua được đất. Cái đất rồi nhà nào chạy vô nhà nào mua được. Ông bây giờ nói bảo là tao ăn tao mất nó cái này thì không có nói cái gì nữa. Tao nhận tao ăn tao nhà nào cũng mua được. Mua được có nhiều nhà không mua nổi. Chẳng có nhà nào được, kể cả chồng ông cũng bảo cũng mua được. Nhưng mà chứ nhà mua làm cái gì? Chẳng chẳng chẳng. Chẳng có thể nói là nếu gì không ai sẽ nói với ông ngọn nhà. Là cho hạt tiêu bà tươi ở cho tí hạt tiêu. Nó bảo ông khác giống nó cần mà. Đấy là chanh hành tỏi mà tiêu vào phá bắt cái cành huyền thoại nó mới ngon. Đấy. Cứ cả phù nhà bà lôi ra đâu. Đây này, có hạt tiêu này. Cô đấy, cho bà thích chưa? Chưa, nhưng mà ở nhà đâu rượu chè này rồi cũng còn thằng chết ở nhà ấy, nó bà lôi đi. Chẳng hiểu tôi gì lạ. Tôi biết nhớ đâu. Nhưng mà chẳng ra tôi ra tắm đèn cặp cắn đêm chưa là bầm đá. Đêm, nhưng mà đêm hôm là lôi ông đi là chẳng. Mời mọi người thưởng thức cái cành nhá. Cặp, cặp. Rượu có gì đâu, cũng cốc rượu rồi chỉ xuống cái thứ nào cũng mặt cười tráng này trong này. Với ông ngồi với ông cài, ông tặng cái gì đó. Chúng là cái rượu, ngon, mát ruột. Bà chẳng bà ông đi là rượu, ông cứ ở nhà lôi đi. Tôi ra bà chị đâu vậy? Tôi là một người chỉ đạo, sợ coi là ông cùng ra là ông chết luôn. Nhà nó đời tôi, nhà tôi này, ông tài mà sao anh em không ai biết, mà nhà tôi biết cũng chết thì cũng bây giờ. Thôi nào mà. Người nhà nó bỏ rồi. Rồi, mời đây. Ngon anh cành đào. Buổi sáng tiết canh ông lợn quá là ngon rồi cả nhà. Mọi người ba tiết canh tô lòng già và lòng non. Đấy. Lê Toàn bây giờ mới lại tiết canh. Ăn lòng rồi phải đến lượt caramel phải làm một vài miếng tiết cho mọi người thưởng thức cho nó hấp dẫn. Khập khập đấy quá chuẩn luôn. Mời đại đình nha, ngon tuyệt vời ông mặt trời. Ngon gì vạ đi rau quả ngày 30 ngày Tết mà không đến vẻ 30 ngày trong ngày là trong ý là đi đi ngoài vừa cảm thấy béo đi ngày chuẩn bị không nói nhưng mà đến ngày Tết cũng phải hôm nay chủ nghĩa với Lê Toàn chia sẻ cái canh buổi sáng xin kết thúc video đây nhá. Các bạn xem thấy hay cho xin một like một chia sẻ nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhá. Rất nhiều.